Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày nay luôn nha. Ông Putin gặp ông Kim Jong-un. Tổng thống Putin tiếp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Vostochny Komarom, sân bay vũ trụ hiện đại nhất của Nga ở miền đông nước này. Tôi rất vui được gặp ngài, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm nay tại Vostochny Komarom. Ông bắt tay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong khoảng 40 giây. Đây là sân bay vũ trụ mới của chúng tôi. Ông Kim Jong-un cảm ơn Tổng thống Putin về lời mời thăm Nga cùng sự đón tiếp nồng hậu công chủ Điện Kremlin. Lãnh đạo Nga và Triều Tiên sau đó cùng đi vào tòa nhà tại Vostochny Komarom. Ông Putin dẫn ông Kim Jong-un tham quan trong Vostochny Komarom. Truyền hình Nga mô tả ông Kim Jong-un đặt nhiều câu hỏi chi tiết với lãnh đạo Nga. Ông Putin cho biết Nga sẽ hỗ trợ Triều Tiên phát triển vệ tinh. Đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây. Lãnh đạo Triều Tiên thể hiện sự quan tâm đến kỹ thuật tên lửa. Họ cũng đang phát triển lĩnh vực không gian, ông Putin trả lời phóng viên. Khi được hỏi hai lãnh đạo có thỏa thuận khả năng cung cấp vũ khí hay không, ông Putin phản hồi rằng họ sẽ bàn về mọi vấn đề. Tất nhiên chúng ta cần thảo luận về vấn đề hợp tác kinh tế và nhân đạo. Chúng ta có rất nhiều vấn đề cần trao đổi. Cảm ơn ngài vì đã chấp nhận lời mời và đến thăm Nga, ông Putin nói với ông Kim. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó nói Nga và Triều Tiên hợp tác trong các lĩnh vực nhạy cảm không thể tiết lộ. Đây là điều hoàn toàn tự nhiên giữa hai nước láng giềng. Theo hãng thông tấn Nga, ông Kim nói với Putin rằng Triều Tiên sẽ coi mối quan hệ song phương với Nga là ưu tiên số 1 và cuộc gặp sẽ là bước tiếp theo đưa quan hệ lên tầm cao mới. Nga đang trỗi dậy từ cuộc chiến thần thánh chống lại các thế lực báo quyền để bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình, ông Kim phát biểu. Chúng tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của Tổng thống Putin và giữa lãnh đạo Nga và chúng ta sẽ cùng nhau chống lại chủ nghĩa đế quốc. Lãnh đạo Triều Tiên viết sổ lưu niệm, ca ngợi nước Nga là nơi sản sinh những nhà chinh phục vũ trụ đầu tiên. Ông Putin và ông Kim sau đó hội đàm cùng với các thành viên trong phái đoàn hai bên và tổ chức thảo luận riêng. Toàn bộ quá trình trao đổi kéo dài khoảng 2 tiếng trước khi hai lãnh đạo tiến vào tiệc chiêu đãi. Ông Kim Jong-un đến Nga bằng tàu riêng ngày 12 tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Putin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Triều Tiên kể từ năm 2019. Hình ảnh do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA công bố cho thấy đoàn tàu của ông Kim Jong-un đến ga Kasan ở vùng Rimouski vào sáng sớm 12 tháng 9 và được quan chức cấp cao cùng đội danh dự Nga chào đón. Lãnh đạo Kim Jong-un nói chuyến thăm Nga của ông là sự thể hiện rõ ràng lập trường của đảng lao động Triều Tiên và chính phủ Triều Tiên về ưu tiên tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Nga-Triều, KCNA đưa tin hôm nay. Tin kế tiếp, 28 máy bay Trung Quốc vượt giới tuyến eo biển Đài Loan. 35 máy bay quân sự Trung Quốc quay quanh hòn đảo Đài Loan, trong đó 28 chiếc vượt đường trung tuyến trên eo biển. Cơ quan phòng vệ Đài Loan sáng 13 tháng 9 thông báo các máy bay quân sự Trung Quốc bay quanh hòn đảo trong vài giờ. Một số phi cơ vượt qua kênh Baxi hướng tới Tây Thái Bình Dương để tham gia cuộc huấn luyện chung trên biển và trên không cùng tàu sân bay Sơn Đông. Đài Loan đã theo dõi tình hình và giao nhiệm vụ cho máy bay tuần tra trên không, tàu chiến và hệ thống tên lửa mặt đất để phản ứng với các hoạt động này, thông báo cho biết thêm. Bộ phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Đài Loan trước đó cũng nói rằng 22 máy bay quân sự và 20 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo từ sáng 11 tháng 9 đến sáng 12 tháng 9. Đài Loan hồi đầu tuần cho hay họ phát hiện tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc tại vị trí cách điểm cực nam hòn đảo khoảng 111 km về phía đông nam, hướng tới Tây Thái Bình Dương. Trung Quốc tháng trước phản ứng dữ dội việc phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử năm 2024 của hòn đảo, quá cảnh tại Mỹ trong chuyến thăm Paraguay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án sự việc và gọi ông Lại là kẻ gây rối, tuyên bố sẽ có những biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để đáp trả. Bản tin tiếp theo, Hàn Quốc nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển. Quân đội Hàn Quốc nói Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo. Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GSC cho biết nhắc đến biển Nhật Bản. Cơ quan này không nêu cụ thể thời gian hay chủng loại tên lửa.
tuần duyên Nhật Bản xác nhận thông tin, nói rằng vụ phóng của Triều Tiên sử dụng hai tên lửa đạn đạo. Đài NHK dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết hai tên lửa Triều Tiên rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế EEZ Nhật Bản. Căng thẳng giữa hai miền bán đảo Triều Tiên đang leo thang. Trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục phóng thử tên lửa, còn Seoul và Washington tăng cường hợp tác quân sự. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng vệ. Triều Tiên chỉ trích UFS mang bản chất gây hấn, cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh nhiệt hạt lớn chưa từng có tại khu vực. Truyền thông Triều Tiên trước đó cho biết Bình Nhưỡng đã phóng hai tên lửa đạn đạo trong đợt diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thực nhằm vào căn cứ quân sự Hàn Quốc. Bản tin thứ tư, Nga nói Ukraine tấn công tên lửa nhằm vào Crimea. Thị trưởng Sevastopol nói rằng quân đội Ukraine tấn công tên lửa nhằm vào thành phố, gây cháy tại một nhà máy đóng tàu. Đối phương tấn công thành phố Sevastopol lúc rạng sáng, lực lượng phòng không đã tham chiến. Dữ liệu sơ bộ cho thấy vụ tấn công tên lửa đã gây đám cháy ở cơ sở của nhà máy đóng tàu Sevastopol tại khu vực Kilenbanka, khiến 24 người bị thương. Thị trưởng Sevastopol Mikhail Ravozayev cho biết hôm nay. Ravozayev cho hay lực lượng cứu hộ đã triển khai tại hiện trường và các đơn vị phòng không đang giám sát tình hình không phận quanh bán đảo Crimea. Truyền thông Nga trước đó đưa tin nhiều chớp lửa đã bùng lên trên bầu trời Sevastopol lúc 3 giờ, trong khi hàng loạt vật thể bị bắn rơi ở vùng biển ngoài khơi thành phố. Bộ phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014. Moscow nói rằng kết quả trưng cầu dân ý cho thấy hầu hết người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga. Song Kiev và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp. Ukraine tuyên bố sẽ lành lại Crimea bằng mọi giá, kể cả biện pháp quân sự. Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen Nga, cùng các địa điểm khác của Crimea thường xuyên bị tấn công kể từ khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine. Một nguồn tin Ukraine cho biết các cuộc tập kích nhằm vào Crimea là phần không thể thiếu trong chiến lược phản công của họ. Hoạt động này nhằm cố gắng cô lập bán đảo Crimea và gây khó khăn cho Nga trong duy trì hoạt động quân sự trong giao tranh với Ukraine tại các khu vực khác. Tuy nhiên, nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định những đợt tập kích nhằm vào bán đảo Crimea mà Ukraine thực hiện chỉ là nỗ lực đánh lạc hướng, thậm chí có thể lãng phí nguồn lực quý giá trong chiến lược có nguy cơ khiến lực lượng Ukraine bị kéo căng giữa nhiều trục tiến công. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và cũng rất là hấp dẫn luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Tổng thống Biden đăng video đề cao chuyến thăm Việt Nam. Sau 50 năm phát triển quan hệ giữa hai quốc gia, từ xung đột đến bình thường hóa, tôi cảm thấy tự hào vì đã tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam. Một đối tác quan trọng ở Ấn Độ, Thái Bình Dương, Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên mạng xã hội X hôm nay. Ông cũng đăng video 1 phút rưỡi tổng kết của hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, bắt đầu từ lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, sau đó là hội đàm, họp báo chung với Tổng Bí thư. Chuyến đi này là thời khắc lịch sử, Tổng thống Biden nói trong video, Mỹ đã tăng cường quan hệ với một đối tác quan trọng nữa Ấn Độ, Thái Bình Dương. Mọi nỗ lực thúc đẩy ngay từ đầu, tôi nắm quyền là để thể hiện rằng nước Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ mãi là như vậy. Theo ông Biden, những gì Việt Mỹ đạt được trong 50 năm qua không phải tự nhiên mà có, đòi hỏi nhiều năm nỗ lực của hai lãnh đạo hai nước. Ông cảm thấy tự hào khi người dân hai nước đã xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau, cùng phối hợp khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây là điều mà chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục duy trì, ông Biden cho biết. Hợp tác của chúng ta trong những vấn đề đó, cũng như tạo dựng các di sản mới, là một điều trong hòa bình và thịnh vượng chung. Ông gọi đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tất cả những gì chúng ta có thể đạt được khi vượt qua nỗi đau quá khứ và đón nhận tương lai tiến bộ dựa trên sự đoàn kết của người dân hai nước. Tổng thống Biden kết thúc video bằng phát biểu tại hội nghị họp báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng chiều 10 tháng 9. Việt Nam là một quốc gia quan trọng trên thế giới, là đầu tàu trong khu vực quan trọng này. Tôi mong muốn được tiếp tục chương mới trong câu chuyện của hai quốc gia chúng ta, ông Biden nói.
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của kênh ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như là trong tương lai sắp tới được nhiều nữa từ ủng hộ từ quý khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà với những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.